Cô Sập, phó trưởng công an phường Phú Thọ 500.000. Chị Dương, công an phường Phú Thọ 200.000. À, Dương hả? Dương Dubai hả? À, này bỏ hả? Vậy là tổng cộng quá, sao nãy không không tổng cộng là nhiêu? Em quên mở cổng nữa. Lấy điện thoại ra cộng lại giùm đi. Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video của Trần Nam nha. À, cô chú anh chị ơi, thì Trần Nam hiện tại giờ đang có mặt tại phủ Dùng Một Bình Dương. Thì trong mấy ngày vừa qua thì Nam lang thang ở mấy tỉnh miền Tây, thì khi mà tình hình của bé Ngọc cũng đang bị sưng và chảy mủ của cô chú anh chị rất là nhiều, cho nên là Nam phải tranh thủ về lại thăm bé Ngọc và cập nhật tình hình như thế nào cho cô chú anh chị mình xem. Rồi mời tất cả cô chú anh chị mình theo dõi hết video của Trần Nam TV ha. À, dạ cô chú anh chị ơi, thì bây giờ Nam cũng quay lại chỗ bé Ngọc của cô chú anh chị. Thì tình hình hôm nay thì chân của bé Ngọc thì cũng khá là nặng cả nhà. Sau khi mà cái video mà Trần Nam chia sẻ cách đây cũng như 2-3 hôm gì đó, thì khi mà bé Ngọc cũng có lấy cái đường link đó về để chia sẻ trên Facebook, thì cũng cũng có bà con cũng có chia sẻ cái hoàn cảnh đó cho bé Ngọc có thưa quý vị. Thì một chút xíu nữa thì Nam sẽ nói chuyện với em Ngọc và như thế nào ha. À, như là chân của bé Ngọc bữa nay như là nó bị phù lên và bị lở. Em Ngọc cần có ai ấy bên kia xuống cho anh coi. Rồi. Đó cô anh chị. Ok thì gì đây. Thật sự mà Nam nhìn thấy là Nam cũng không có kèm được nước mắt luôn á cô anh chị. Quá tội. À, Ngọc cho anh lấy cái mic cái ha. Trân trọng mic nói chuyện. Dạ. Thật sự mà cái chân của em Ngọc á cả nhà, nếu mà so ra tính như cái mình của Nam có thể bằng hoặc có thể bự hơn. Thì sau khi mà cưng chia sẻ cái đường link của cái video lên trên Facebook á, thì giống như hôm qua hôm kia gì đó em cũng có chia sẻ với anh là cũng có cô chú gì đó cũng có giúp đỡ đúng không? Dạ có anh Dượng là Nguyễn Hữu Thuận, Dượng ở bên Dubai. À. Dượng cho em được 5 triệu. Ừ. Và anh chị ba Nị ở Long Phú cho em được 3 triệu. Và cộng đồng mạng và bạn của chị Ngọc Trang ở bên Malaysia nghiên cho em được 3,2 triệu, với riêng chị Trang cho em được 2 triệu, là 5,2 triệu với 8 triệu là cũng được 13,2 triệu. Và với cộng đồng bạn bè của em Lê Yến Trang ở ở cái đó là cái gì ta? Ở Đài Loan cho được 900.000, với em Yến Trang ở Đài Loan cho em được 1 triệu nữa, là 1,9 triệu. 1,9 triệu, 1,9 triệu với 13,2 triệu là như ta là 15 triệu, 15,1 triệu. Với hồi nãy có mẹ 15,1 triệu. Thì bây giờ Nam sẽ đọc cái danh sách thêm ha cô chú chị. À, danh sách đây là bạn bè chị Mỹ Xuyên Trần,
Bạn bè chị Mỹ xin Trần 3 triệu. là 3 triệu nha. Dạ, 8 triệu nhưng mà em ghi riêng bác Hữu Thuận này 5 triệu. Cái số tiền nãy em đọc ở trong danh sách này đúng không? Dạ. Thì bây giờ Nam sẽ đọc lại cái danh sách mà bé Ngọc mới đọc ở cô chú chị. Bạn bè chị Mỹ Xuyên Trần nè là 3 triệu, Nguyễn Hữu Thuận Dubai 5 triệu, chị Trang Malaysia 2 triệu và bạn bè là 3 triệu 3, em Yến Trang và bạn bạn bè Đài Loan 1 triệu 9, anh chị Ba Ni Anh chị Ba Nị. Ba Nị Dạ. đó là 3 triệu. Linh Kim hả Phúc? Dạ Linh Kim ở trên Facebook chị. Và bạn bè ở trên Facebook em Dạ. là được 600 ngàn. Chị Võ Thị Huyền Trân 1 triệu 3, chị Diệu Sóc Trăng 1 triệu, cô Hai Khá 1 triệu, Dạ. bạn Mai Trinh và bạn bè là 700 ngàn, Dạ. bạn Bích Vũ Giờ gì nở? Dì Nở là Dạ. 1 triệu và tất cả anh chị em bạn bè ở quê hương Kiên Giang Dạ, đó. cũng như có tất cả anh chị em bạn bè quê hương chuyển khoản nhưng mà không có để tên mình đều nhận được hết. Nhưng mà không có để tên cho nên em không ghi được. Đọc hết rồi. Cô Sập Phó trưởng Công an phường Phú Thọ 500 ngàn, chị Dương Công an phường Phú Thọ 200 ngàn, Dương hả? Dương Dubai hả? Này bỏ hả? Vậy là tổng cộng quá, sao nãy không không tổng cộng lại là nhiêu? Em quên mật khẩu nữa. Lấy điện thoại ta cộng lại giùm đi. 3 triệu nè. Ba triệu với 5 triệu, 3 triệu 3, 1 triệu 9, 3 triệu 600, 1 triệu 3, 1 triệu, 1 triệu 700, 1 triệu. Rồi. Dạ cô chú chị ơi, để cho mượn cái điện thoại. Chưa biết đâu. Tổng cộng là được 21 triệu 800 ngàn hay có những chị. Thì một lần nữa Trần Nam cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã quan tâm và giúp bé Ngọc, mà đặc biệt là cảm ơn cô Sập và tất cả mọi người đó, đã chung tay của ít lòng nhiều ha. Rồi sẵn đây thì anh gửi cho bé Ngọc là một chữ kết nghĩa của anh là dấu tên là 500. Dạ. Rồi cái này là tiền tiền cá nhân của anh cho em 500, Dạ, em cảm ơn anh. đó là gì, là thêm 1 triệu nữa là 22 triệu 800 đúng không? Cũng có mấy bạn bè gửi chuyển khoản riêng cho em nhận được. Em có nhận được nhưng mà nhiều khi không có để tên á. Rồi cái dạ rồi em không có nêu lên hết nổi, mong mọi người đừng có giận, nhưng mà em đều nhận được hết á. Thì Nam cũng mong rằng là cái video của Nam được lan tỏa thêm nữa để cho bé Ngọc để đủ cái tiền chi phí để mà phải gỡ cái chân đúng không em, Dạ, gỡ gỡ cái cái chi. chân. Thì hồi đêm hôm á là hai anh em cũng có trao đổi về cái vấn đề mà chi phí mà làm khi mà gỡ cái chân này đó, thì em có thể là nói rõ cho cô chú anh chị mình biết được cái con số đó, thì nó có thể mạnh thường quân người ta sẽ dễ dễ dàng giúp đỡ hơn. Dạ thưa anh Nam cùng tất cả các ông bà cô chú và anh chị và bạn bè, thì cái chi phí mổ cái chân của em á, chi phí lên ca mổ phẫu thuật á thì nó khoảng chừng 6 đến 70 triệu, nhưng phụ thêm là cái chân nữa thì có thể rơi dần là 150 đến 200 triệu. Cái đó là
lời nói của bác sĩ chuyên khoa mổ. À, chồng em hỏi ý kiến của bác sĩ rồi bác sĩ nói lại là như vậy. Rồi em mới hỏi là như vậy khi nào con có tiền rồi con mới quay lại con mổ hay sao, thì bác sĩ nói dạ là đúng, mà khi nào mà mình có tiền mình đủ kinh phí đó, thì mình quay lại mình gỡ cái chân lúc nào cũng được. Còn bây giờ hiện tại thì như mình không có đủ kinh phí thì mình cứ trị cũng như cho nó lành những cái vết lở loét rồi đừng có hành sốt nóng, đặng mình xài qua ngày, đỡ qua ngày nào thì đỡ ngày đó vậy đó. Thì cô chú anh chị thì cũng một lần nữa Trần Nam cũng khẩn cầu tất cả cô chú anh chị mà xem được cái video này đó, xem được cái video này thì hãy chung tay để giúp cho bé Ngọc để có một số tiền để mà càng sớm càng tốt ha cô chú anh chị. Thì cái chân của bé Ngọc là như là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng đúng không bé Ngọc? Dạ đúng anh, tại vì bác sĩ có nói á, khi mà em gỡ cái chân ra rồi á thì nó lành lại, thì tuy em mất một cái chân nhưng mà sức khỏe em tốt, mọi thứ em ổn định em khỏe. Nhưng khi em na cái chân như vậy á, nhiều khi á nó sưng quá, nó căng, nó dở mạch ở trong á. Giả tỷ như em ở gần bệnh viện, gần bác sĩ á, sơ cứu kịp thời á, thì nó không có, thì nó hoặc không có nguy hiểm. Còn như mà em không có đến bác sĩ kịp thời vì dở mạch ở trong thì nó rất là nguy hiểm đến tính mạng. Dạ. Thì cô chú anh chị thì khi mà Nam biết đến bé Ngọc thì cũng nhờ một người bạn tên là tên Dạ chị Ti ạ. Tinh Ti là con gái của cô Sập ở hồi nãy trong danh sách có hỗ trợ đó là cô phó trưởng công an phường phường gì Dạ Phương Hiệp Thành. phường phường Phú Thọ của chú chị đó thì cũng nhờ em gái thì cũng chia sẻ cho Trần Nam thì Trần Nam mới chia sẻ được cái video đó thì bé Ngọc cũng có chia sẻ trên Facebook thì cũng được cô chú cũng giúp đỡ được một phần nhỏ để mà mong tất cả mọi người lan tỏa thêm và tất cả bạn bè của Dạ, Ti ok. và những đồng nghiệp của cô Sập ở trong cơ quan thì Nam cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình rất là nhiều chia sẻ để cho bé Ngọc đủ cái số tiền mà làm cái kinh phí để gỡ cái chân để lấy lại cái mạng sống lo cho hai đứa nhỏ đó cô anh chị. Thì cái video trước á thì Nam có quay một đoạn đó là có hai đứa bé thì chung là còn rất là nhỏ, đứa lớn thì đứa lớn được mấy tuổi Ngọc? Dạ đứa trai lớn em mới được có 4 tuổi à. À, rồi đứa nhỏ là nhiêu tháng? Dạ đứa nhỏ mới có 17 tháng mà. Đó cô anh chị thì hai bé còn khá là nhỏ mà đứa lớn có đi học hay là ở nhà? Dạ có đi học lớp mầm non, À lớp trời. rồi bữa nay bên không đi à? Dạ em cho lên đây chơi với ba đó, cho lên chơi nhớ, rồi cái em bệnh vậy em cho ở đây em không đưa về được để đi học. À Tại vì thường á em gửi về ngoại cho đi học, gửi về quê á, rồi chứ không cho học ở đây. khi nào mới đưa cháu về trước Dạ chắc có thể là tuần sau. là đưa hai đứa hay là một đứa? Dạ chắc hai đứa luôn. Anh nên nghĩ là em phải gửi hai hai đứa nhỏ về cho bà ngoại chăm đi Dạ. chứ em như vậy ở đây khó khăn, lỡ như mà nó sốt nó hành rồi không có ai mà lo cho cháu thì cũng tội nó. Dạ. Thật sự không biết dùng từ nào mà mình diễn tả được luôn á cô chú chị. Với chân em là nó nước ở trỏng nhiều. Nó kiểu như nó thầm họng trong đúng không? Dạ nó ngày một ngày một ngày ngày nay là em thay ba cái miếng này nè, À nước vàng nó chảy ra hoài, nó chảy ra dữ lắm luôn. cái này chỉ là mấy bên này em có uống thuốc không? Dạ có em uống thuốc đặc trị của cái chân nhưng mà do bây giờ nó lở loét quá rồi, chiều nay về chồng em mới chạy đi bác sĩ lấy ra cái thuốc cho nó lành mấy cái vết lở loét chứ, cho nó cầm chải dịch lại để Như sợ cái chân nó. này bây giờ là mấy cái khu này nè nó có còn cảm giác không? Dạ còn. À rồi vẫn có cảm giác Dạ đau hả? còn. Tại hồi lúc là nó hành cái cục này không à, xong rồi bây giờ cái nó hành lên cục này em sợ sắp tới nữa nó sẽ lên đùi, tại vì bữa nay đùi nó có dấu hiệu hành nữa,
nó bị ăn Thôi tím. được rồi, được rồi, từ từ lái lên xem. Cô chú chị, đúng ra là bé Ngọc quá cũng không có chia sẻ đâu, thì cũng nhờ bạn em gái công ty á, thì cũng nói chuyện cũng rất là nhiều, thì bé Ngọc mới mới chịu chia sẻ. Thì nói chung hoàn cảnh bé Ngọc thì quá là đặc biệt và khó khăn, cho nên mình phải chia sẻ như vậy để cho lan tỏa ra, để mọi người chung tay giúp cho bé Ngọc. Chứ riêng bản thân bé Ngọc thì không thể nào mà có tiền mà điều trị được với cô chú chị, tại con số tiền nó quá lớn chứ không phải nó nhỏ. Mà chồng thì đi làm tháng đâu có 7-8 triệu, đúng không em? Như Dạ. 7-8 triệu đó, thì chi phí thì nói chung là nhà trọ này, người ăn uống và hai đứa nhỏ nó thì thấy chắc cũng không đâu vào đâu hết. Dạ. Và thứ năm này, thì Trần Nam cũng có kết nối thêm một người em làm YouTube đó, thì mong tất cả cô chú chị mình tới thứ năm này sẽ xem, đồng hành cùng những cái video tiếp theo của mấy anh em chia sẻ. Thì cái kênh của Trần Nam á, thì cũng nói thật luôn, trước giờ là kênh của Trần Nam là chưa không có chuyên làm về từ thiện, Nam chỉ quay những cái đơn giản thôi, thì cũng không có mạnh thường quân gì nhiều, cho nên thì mong tất cả mọi người quan hỷ. Nếu mà xem được video thì hãy cố gắng giúp bé được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau khi mà cái video đó lan tỏa như vậy đó, thì em cảm thấy như thế nào khi mà được rất nhiều con cô bác mà dành tình thương, giống như là gửi số tiền cho em cũng được 20 mấy triệu như vậy đó, thì em thấy như thế nào? Dạ, thiệt sự mà nói thì em rất là mang ơn cái ân tình này của ông bà cô chú dành cho em rất là nhiều. Em bị bệnh nhưng mà em không có dám chia sẻ, em giấu từ lúc giờ, vợ chồng em tự chịu, tự giấu dành dụm bao nhiêu thì cũng đổ vô bệnh thôi. Nhưng mà cũng một phần là cũng phải cảm ơn chị Ti, tại vì gặp chị đó, là chị lay động em liền, chị nói liền, chị khuyên em rất là nhiều, chị cho em những cái lời hay ý đẹp rất là nhiều luôn, cho nên em dũng cảm. Tại vì em mặc định, em mặc cảm với bản thân em khi mà cái chân mà quay vậy rồi mình còn trẻ nữa, rồi đăng lên rất là nhiều người biết, người sợ, cũng sợ người ta sẽ bàn tán dị nghị, cười chê. Rồi tới tai chồng em nghe thì dĩ nhiên chồng em nó sẽ chán em nữa, sợ một phần nữa. Rồi nhưng mà không ngờ khi mà được chị Ti giới thiệu anh Nam đến để chia sẻ câu chuyện của em lên vậy á, được ông bà cô chú, các anh chị, các bạn rất là quan tâm, rất là yêu thương em, gửi những lời động viên rất là nhiều đến em luôn, còn giúp đỡ cho em để em có tiền để chị bệnh nuôi con em nữa. Thiệt sự cái ân tình của ông bà cô bác và các cô chú anh chị dành cho con quá lớn, con không biết làm sao để mà đền đáp được hết cái ân tình này hết. Cô chú chị ơi, thật sự ra là Trần Nam cũng không có chưa giúp được gì hết, thật sự đó là Trần Nam. Còn nếu mà nói mà tới vấn đề mà thật sự mà cảm ơn Trần Nam, cảm ơn là cảm ơn em Ti rất là nhiều, nhờ em Ti mà an ủi động viên bé Ngọc, là cũng kết nối với Nam. Thì Nam Nam chủ yếu là Nam là làm nhịp cầu nối thôi, chứ thật sự là Trần Nam cũng chưa có giúp được gì cho bé Ngọc. Nó thật sự khi nào mà bé Ngọc mà lên ca mổ mà được thành công rồi, thật sự lúc đó thì mới là hạnh phúc nhất, mà điều mà mong muốn mong chờ của Trần Nam là để khi điều trị cho bé hoàn thành, cái đó là điều mà mong muốn của Trần Nam thật sự luôn. Tại vì Nam chỉ là người mà làm cái nhịp cầu để đến cho tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân chung tay giúp cho bé Ngọc. Tại vì thứ nhất đó thì như thế này nè, em phải suy nghĩ tích cực chứ không được suy nghĩ tiêu cực. Mình phải cố gắng mạnh mẽ và nhìn hai đứa bé mà mình phải sống cho nó tốt, cố gắng giữ sức khỏe nè, mình không có suy nghĩ tiêu cực để ảnh hưởng đến tinh thần mình.
Mình cứ nghĩ luôn nào à, hai đứa con nhỏ đang đang chờ người mẹ để mà lo cho nó thành người nữa đó. Mình cứ nghĩ về cái vấn đề đó, những lúc mà ví dụ như mà bi thương nhất thì cưng cứ nghĩ động lực của cưng là hai đứa nhỏ đó, thì cứ nghĩ về hai đứa bé thì cưng sẽ có một cái nghị lực nó sẽ tốt đẹp hơn. Đâu phải riêng riêng người thân trong gia đình đâu đó, rồi tất còn tất cả ông bà cô chú mà những người mà gửi tiền cho em là những người đó là đang rất là trông chờ cái nghị lực của em coi như thế nào đó. Người ta cũng dõi theo xem những cái video của anh, xem cập nhật về tình hình của em như thế nào đó, thì mong một ngày gần nhất để mà giúp cho bé 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 Ngọc được đủ tiền mà để lên cái ca phẫu thuật này thành công tốt đẹp, và Nam sẽ đồng hành, cố gắng đồng hành với bé Ngọc để gửi những cái video mà cập nhật cho cô chú anh chị mình theo dõi diễn biến như thế nào. Và Nam cũng cũng giờ cũng không biết nói như thế nào luôn đó. Thì một lần nữa chàng Nam cũng xin khẩn cầu cô chú anh chị hãy yêu thương bé Ngọc đó, thì mình hãy chung tay giúp cho bé Ngọc để đủ kinh phí để mà điều trị cái chân. Đó là một điều mà chàng Nam mà mong muốn nhất để mà làm một cái gì đó tốt đẹp cho bé Ngọc. Thì Nam thì cũng xin phép kết thúc video. Thì trước khi mà kết thúc video đó, thì Cưng có đôi lời gì cảm ơn anh chia sẻ cho cô chú chị khán giả không? Dạ, em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, các anh chị và tất cả các bạn đã yêu, lúc nào cũng yêu thương, cũng động viên em hết. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, sẽ cố gắng chống chọi với cái căn bệnh này và không gục ngã để phụ lòng tất cả các tình cảm mà của các ông bà cô chú và các bạn đã yêu thương dành cho em. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ thì hai anh em cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của Trần Nam nha, và cũng cầu mong cho bé Ngọc để sớm để điều trị hai cô chú anh chị. Dạ, hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo nha.